Ngày mới Thanh gửi lời chúc tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Thanh ha. Một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Ngày hôm nay thì Thanh đang dọn cái nền để mình chuẩn bị ngày mai mình chắc núm đón Tết rồi cả nhà. Đối với cái nền mà để mình chuẩn bị chắc núm cho cả nhà thì nó góp phần quan trọng ngoài cái việc mà ủ gom chuẩn bị, nhưng mà cái nền mình rất là quan trọng nha cả nhà. Tại vì nếu mà cái nền mà mình chắc trên cái nền cỏ giống như của Thanh vậy nè cả nhà, thì mình nên dọn cỏ cho sạch nè, dù có ít hay có nhiều cả nhà nên dọn cỏ cho sạch rồi hốt cỏ cho cái nền nó trống, sau đó mình sẽ khử trùng lại nha cả nhà. Cả nhà lưu ý đừng có nên mà mình xịt cái thuốc cỏ nha cả nhà, tại vì mình xịt thuốc cỏ rồi mình chắc núm là núm ở dưới chân nó sẽ không có núm nha, nó rất là thất bại lắm. Đối với cái nền đất này nè cả nhà, thì nếu mà cái nền cả nhà đã chắc núm rồi á, mình khoan hay chắc lại nha cả nhà. Nếu mà nền đất á thì sau từ 2 đến 3 tháng mình khử trùng, mà mình để tới từ 2 đến 3 tháng trở lên thì mình hả quay lại mình chắc núm nha cả nhà. Ít nhất là từ 2 tới 3 tháng. Còn đối với nền xi măng á thì ít nhất cũng từ 10 ngày trở lên nha cả nhà. Chứ cả nhà đừng có dội mà mình cứ chắc liên tiếp á thì nó rất là thất bại nha. Núm nó sẽ không đạt cái số lượng nữa ha. Hiện tại Thanh cũng đang phát được nửa cái nền để mình chắc núm cả nhà. Còn khúc đó nữa dài đắng là xong cả nhà. Nhưng mệt, ngồi nghỉ mệt tí cả nhà. Cái bóng mát thì nó cũng chưa có che khuất hết cái nền cả nhà. Thì giấc này thì cũng 10 giờ rưỡi trưa rồi. Nhưng cả nhà nhìn thấy đó, ánh nắng thì nó có chỗ thì có mà che mát, cái chỗ thì nắng nè. Nhưng mà nhờ thì có cây nhiều thì nó sẽ che chắn lại bớt gió thì nó cũng đỡ hơn cả nhà. Đây là cái nền của Thanh này. Cỏ thấy cũng ít nè, không lưa thưa nè, nhưng mà Thanh cũng phải phát tí thì Thanh dọn hết cái này rồi mình sẽ gãi khử trùng lên nha cả nhà. Thanh sẽ nói thêm cái điều này, nếu mà cả nhà chắc ngay cái tháng nắng á thì nó cũng tạm đỡ là về cái đường nước, nhưng sau khi mình chắc rồi á, mình thấy cái nền của mình á mà nó không có được bằng thẳng nữa cả nhà, nó thoát nước không được thì cả nhà nên đánh đường nước luôn, cả mùa nắng cũng vậy. Nhưng mà mình đỡ hơn là mình đánh ít cũng được, tại vì do cái nền đất mà mình không có đánh đường nước cả nhà. Khi mà mình tưới nước cho nấm á, cứ nước hoài á, nó làm lầy lên thì nó sẽ bị đọng nước vô trong cái gơm á, thì nó cũng bị hư chân nấm ha, dễ bị móc nấm lắm. Cái này thì sau khi Thanh chắc rồi, cái nền chỗ nào nó không đều thì Thanh cũng phải đánh đường nước đó cả nhà. Do cái nền trên cái bờ sáng này của Thanh thì nó đỡ hơn được một chút, đó là do cái mặt là nó nghiêng về một chiều nè cả nhà. Các nhà thấy không? Nó nghiêng về một chiều, từ mé sông nó nghiêng về bên liếp của Thanh à. Thì nước thì nó sẽ rõ hơn, nó không có động dũng nha. Nhưng mà sau khi Thanh chắc rồi mà chỗ nào nó không ổn thì Thanh cũng phải đánh được nước đó nè. Đó là cái điểm quan trọng mà Thanh xin lưu ý cho cả nhà ha. Đây thì mấy anh em nào mà mình chưa từng chắc núm á thì Thanh nói về cả nhà nên làm theo đi, cái đó là nó chính xác lắm á cả nhà. Thì Thanh nghỉ mệt xíu, Thanh tiếp tục phát hết cái đám cỏ này, sau đó dọn cỏ sạch thì Thanh khử trùng, rồi lúc đó thì mình sẽ kéo gom ra mình phân bố hết đó cả nhà, rồi mai bắt đầu mình tiến hành mình chắc. Cả nhà mình nếu xem mà thấy hữu ích đó cả nhà thì cả nhà nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh ủng hộ Thanh nha. Đối với cả nhà thì bấm like hoặc đăng ký kênh thì chỉ có một nút nhắn, một cái nhắn thôi cả nhà, thì nó không có gây ảnh hưởng gì hết cho cả nhà, điều hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Nhưng mà đối với Thanh thì nó là một cái niềm vui và cái động lực lớn để cho Thanh có cái tinh thần để cố gắng làm nhiều cái clip hơn nữa nha cả nhà. Thanh cũng gửi lời cảm ơn cả nhà đã xem video và đăng ký kênh như like ủng hộ Thanh ha. Thanh sẽ tiếp tục làm theo cả nhà. Cả nhà nếu có quan tâm thì xem hết cái video này ha cả nhà, để xem Thanh vệ sinh cũng như là khử trùng như thế nào, để cả nhà mình cùng tham khảo, để thấy mà được hữu ích thì cả nhà coi là làm nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều.
đã vệ sinh xong cái vườn, cái nơi mà để mình chuẩn bị chất núm rồi cả nhà, sạch sẽ không? Cả nhà nhìn thấy sạch sẽ ngon lành chưa? Rồi bây giờ cái bước tiếp theo thì mình sẽ dùng cái vôi để mình gãi đều trên mặt liếp nha cả nhà, để cho nó một là gỡ phèn, hai thì nó sẽ khử đi một cái mấy cái khuẩn không cần thiết ha cả nhà. Đây là vôi nè cả nhà. Vôi này là Thanh đang xài cái vôi mà mình ủ gom còn thừa lại cả nhà, để mình xử lý cái nền đất ha. Nếu mà cái nền đất nào mà mình chuẩn bị chắc á, mà mình đã chắc qua rồi cả nhà, thì cả nhà xử lý cái này nè. Sau khi mình dọn dẹp mấy dòng núm rồi, mình cũng lấy vôi này nè, mình gãi cho nhiều vô cho nó, rồi xong cái mình để đó. Thì nếu nền đất thì khoảng từ 2 tháng trở lên, mình trước khi mình chắc lại thì mình cũng gãi thêm một lần nữa, rồi tiếp tục rồi mình chắc bình thường thôi cả nhà. Đối với nền xi măng cũng vậy, sau khi mình vệ sinh cái mấy dòng núm cũ của mình ra hết rồi, mình cũng phải gãi cái này. Đây thì nó có tác dụng mình coi như là mình vệ sinh cái mấy khuẩn rồi cả nhà. Đất thì những cái nền đất này có thể nhầm khi nó bị nhiễm phèn ở trên mặt đất á. Sao mình tưới nước nó hực phèn lên á, nó nóng làm cũng không tốt cho nấm, thành ra mình cũng phải gãi cái này để cho mình tưới nước cho nó hạ xuống cả nhà. Thì hôm nay mình gãi, hôm nay Thanh sẽ gãi hết cái này, hết cái nơi mà để mình chắc núm này cả nhà, xong rồi Thanh để đây để tối nay có sương xuống nó thấm xuống, rồi sáng ngày mai Thanh sẽ kéo gom này ra, đống gom của Thanh kéo ra để mình chắc cả nhà. Thanh có hai cái vị trí cả nhà, nếu mà cái nền này mà mình chắc không đủ cả nhà, thì Thanh sẽ tận dụng một cái chuồng heo bên kia kìa, để Thanh dẫn ra cả nhà mình đi xem ha. Đây là cái chuồng heo chưa có vệ sinh luôn cả nhà. Đấy, heo giờ không còn nuôi nữa. Đây thì mình chắc được chắc 1 2 3 4 5 khoảng 6 dòng nấm cả nhà. Đây có 5 mét thôi. Tận dụng cái chuồng heo này mình chắc thử nghiệm luôn nha cả nhà. Hiện tại thì Thanh cũng hoàn thành ngày hôm nay cả nhà. Hôm nay thì mình chuẩn bị cái nền để mình chắc nấm. Thứ nhất thì mình phát cỏ, vệ sinh cỏ, sau đó thì mình gãi vôi cả nhà để khử khuẩn ha. Thì hôm nay cũng đã xong rồi. Cả nhà để xem hết cái clip này, thấy nếu có hữu ích thì nhớ like cũng như đăng ký kênh ủng hộ Thanh nha. Thì bây giờ Thanh sẽ nghỉ ngơi cả nhà. Sáng ngày mai thì Thanh sẽ lôi gom trong đống nó ra để mình chắc ha cả nhà. Thanh cũng xin chào, hẹn cả nhà lại clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha cả nhà.